第二百四十八天，ngày hai trăm bốn mươi tám. Kể cũng phải, thế thôi vậy. Nguyên văn là ngược lại cũng phải, thế thôi vậy. Tao dễ sự, nà soạn lợ. Tao dễ sự, nà soạn lợ. nà soạn lợ đạo也是那算了. bây giờ hãy nhắc lại <laughs> các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. đăng ký tài khoản Facebook.注册脸书账号. thực đơn.菜单. no bảo. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt đã rồi hãy nói. Xin Đúng giờ, chuẩn thời gian. Chuẩn sứ. Từ lúc vừa bắt đầu đã. Sống ý khai từ lúc bắt đầu thì đã. Giao tiếp thường ngày còn coi là được. Rưu tráng giao liếu khái soạn khởi Chưa kịp quét dọn. Mấy lái tờ chí tá xào sâu sử. Chuẩn bị sắp xếp phòng. 准备整理房间 tùy em xới phố người hoa thuận theo con đường này顺着这条路 vị trí đỗ xe chỉ phải nhớ kỹ đấy nhé 停车位置你可要记好哦。手机上出不来，用手机拍下来。欢迎贵客，欢迎光临。八九百分之，百分之八九十。 Em tưởng đều lấy ra rồi. Tôi nghĩ đã đem ra rồi. Tận mắt nhìn thấy. Chính nhìn thấy. Quần áo truyền thống, y phục truyền thống. Trang thống y phục. Số lượng. Số lượng. Màu sắc. Yến sửa. Ngắm một chút càng đẹp mắt hơn. Toán ý đẹp cần hò khẳng. Còn cần cái gì? Dùng từ lịch sự. Hãy suy sớm liệu có trông béo hay không? Khuẩy bú khuẩy Màu đen Khây sữa Còn nữa 还有. dấu Mặc lên trắng may không vừa người làm thế nào? 穿上万一不合身怎么办？我来公农给公农倒也是。